Rồi, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay lại về đường quách điện thoại nha mọi người. Cuối tuần thì hôm nay lỡ chơi cái event là ship toàn quốc giá 1.000 đồng thì hôm nay chạy luôn thêm một ngày nữa nha mọi người. Thì hôm nay bên em vẫn vậy, vẫn phí ship toàn quốc cho mọi người là 1.000 đồng nha. Nếu anh chị mua hàng hoặc đặt máy nào hoặc cần tư vấn gì, mình vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại giúp anh em nha mọi người. Đây, số điện thoại bên em 076 734 7340 nha mọi người. Chỉ có một số điện thoại duy nhất thôi, tất cả số điện thoại khác đều là lừa đảo. Còn nếu mình ngại gọi điện thoại, mình có thể nhắn tin qua Zalo. Mà Zalo mọi người vui lòng nhắn tin có nội dung giúp em nha. Mọi người gửi lời mời kết bạn thì hiện tại bây giờ Zalo nó chặn rồi. Em chỉ có thêm 1.000 bạn thôi, mà hiện tại bạn của em bây giờ là 2.000 mấy rồi, nên không thể thêm bạn được nha mọi người. Thì đây là kênh YouTube của em. Anh chị là tham khảo video trên kênh YouTube á, mình có thể bấm vô cái phần tiêu đề video nè, có số điện thoại của em luôn không? Ngày tháng em đăng video, hoặc là mình bấm vô cái phần mô tả video nè mọi người. Có đầy đủ tất cả thông tin bên em luôn. Địa chỉ cửa hàng bên em 116 sạc 55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chính sách bảo hành, chính sách mua hàng rồi tài khoản ngân hàng để mình đặt cọc với mọi người, hoặc là mình chuyển khoản á, thì em cũng công khai tài khoản ngân hàng trên đây nha. Thì bên em có nhiều hình thức mua hàng lắm, mình có thể tới trực tiếp cửa hàng mình mua, test máy ok lẫm máy về, hoặc là bên em vẫn có giao hàng toàn quốc nha mọi người. Hình thức giao hàng thì bên em có hai hình thức. Nếu mọi người đặt cọc trước với em á 100 ngàn trên một máy thì em sẽ giao tới cho mọi người, giao tới mọi người kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho bưu tá luôn nha mọi người, cộng với phí ship là 30 ngàn. Nhưng hôm nay em chạy event là phí ship toàn quốc giá 1 ngàn nha mọi người, chỉ có 1 ngàn đồng thôi. Anh chị đặt COD thì mình vui lòng thanh toán thêm 1 ngàn tiền ship nha. Còn nếu anh chị chuyển khoản đủ tiền giá máy thì bên em sẽ bao ship cho mọi người luôn. Nhưng mà thôi mọi người cứ đặt cọc đi, tại vì phí ship có 1 ngàn, em công nó bao bao có 1 ngàn, nhưng thực tế giá ship điện thoại cực kỳ mắc nha mọi người, từ 60 tới 70 ngàn. Hoặc là nếu như mọi người ở xa, nếu mọi người đặt ở ngoài Bắc á, từ thành phố Hồ Chí Minh gửi đây ít nhất từ 67 ngàn. Còn nếu mà mọi người ở miền Tây á, khoảng bốn mấy 50 ngàn nha mọi người, chứ không có phí ship 1 ngàn nha. Phí ship 1 ngàn là em lấy tượng trưng thôi nha mọi người. Nó cần gì thì mình vui lòng gọi trực tiếp giúp em nha, 076 734 7340, một số điện thoại duy nhất này thôi. Rồi vô luôn, nói chung giới thiệu hơi dài dòng xíu, quý vị chịu khó nghe nha. Samsung Galaxy A6 máy nguyên zin, ngoại hình phẩy nha mọi người, cỡ 96 rồi. Vỏ zin, men zin, màn zin full chức năng, màn kính đẹp nè mọi người, kính ok nè. Con này em chưa dán cường lực nha, nhưng mà giao đi cho mọi người em sẽ dán hết, tại vì để tránh trường hợp mà nó nứt kính á. Đây, Samsung Galaxy A6 màn hình 5,6 inch, màn hình AMOLED zin nha, RAM 3GB 32GB, pin 3000, camera sau 16 chấm, camera trước 13.28 chấm gì em không nhớ nữa mọi người. Máy chính hãng, mã 2 sim nha, full chức năng, cảm ứng không loạn liệt nha mọi người. Đây là màn hình AMOLED nha. Đó, mọi người mua coi chừng nhầm màn linh kiện á. Con này bao mọi người màn hình này, màn hình AMOLED, màn hình zin luôn. Galaxy A6 hôm bữa em có bán cây đó, thì hôm nay nhập thêm cây, nhưng mà cây hôm nay phẩy hơn cây hôm bữa nha mọi người. Mặt đằng sau nó có hơi phẩy phẩy xíu đó, nhưng mà viền gốc thì không cứng nha mọi người. Đó, không cứng mấp nhiều, cỡ 96% thôi. Thì giá hôm nay em bán con này là 1 triệu mốt nha mọi người. Hôm bữa bán 1 triệu mốt 50 tại máy đẹp, còn hôm nay máy phẩy nhưng mà được cái màn zin. Thì giá đó chỉ có giá đó thôi. Đây, cầm trước nè, cầm sau đầy đủ. Biển cái mọi người, đây có gái nha quý vị. Đây có hình của gái nè, ok chưa? Chưa xóa nha, anh chị nào mua thì xóa giùm em hoặc là để luôn cũng được nha. Samsung Galaxy A6 triệu mốt, màn zin nha quý vị, không phải màn linh kiện nha. Rồi tiếp theo, Oppo A5s, mã chính hãng, 2 sim, ngoại hình cả 97 98% mọi người. Đó, 97%, mặt lưng dán BF cho mọi người nha, mặt trước kính đẹp luôn. Samsung Oppo A5s, RAM 3GB 32GB, pin 4230. Con này là nâng cấp của Oppo A3s mọi người. A3s bản 464 thì qua từ xem có hàng nha. Hôm nay mua A5 đỡ đi. Màn hình 6,2 inch, màn hình giọt nước, RAM 3GB 32GB, chip B35, pin 4230, camera sau 13.5 chấm, camera trước 8 chấm. Máy full chức năng, Oppo A5s mã chính hãng Việt Nam nha mọi người. Còn cái mã Oppo A3s là em bán là mã quốc tế, chứ không phải mã chính hãng Việt Nam. Con này là bán chính ở thị trường Việt Nam luôn nè. A5s bản nâng cấp. Đó. Máy full chức năng, 2 sim thẻ nhớ đầy đủ. Đó. Oppo A5s giá 1 triệu 350, quá rẻ cho một cuộc tình. 1 triệu 350 ngàn. Rồi tiếp theo còn con là clip trước còn con à. Redmi Note 8, máy zin, men zin, màn zin, vỏ zin. Redmi Note 8 nha mọi người, không phải Redmi Note 7 nha, Redmi Note 8, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, màn hình zin sáng đẹp không ám mố. Đây, màn sáng trưng luôn ha mọi người ha. Đó. RAM 3GB, 32GB, pin 4000, camera 48 chấm, vân tay khuôn mặt đầy đủ, chip Snapdragon 665.
mọi người chơi game ok pin trâu luôn. Anh chị chạy xem công nghệ có thể tham khảo con này nha. Nhưng mà em nói trước là con này mọi người mua với lại mấy cái con chính hãng mà trong Samsung 4 5 triệu thì con này không bằng nha. Nó có 1 triệu mấy thôi, anh chị nào mua về chạy xem công nghệ thời gian xong đổi máy, bên em vẫn có thu lại máy em bán nha mọi người. Còn máy mọi người qua trao đổi thì mọi người phải gặp trực tiếp em để em báo giá cho mọi người. Đó. Full chức năng hết, camera 48 chấm đẹp luôn. Camera trước 13 chấm, Redmi Note 8. Đây, 48 chấm. Cứng ngắc cứng còng luôn mọi người ha. Cam trước 13 chấm. Full chức năng, Redmi Note 8 RAM 3 GB, 32 GB, 1.650.000. Hiện tại bây giờ là giá em bán là chỉ có máy trần thôi nha mọi người, không bao gồm cáp sạc. Nếu anh chị lấy thêm cáp sạc vừa lòng cộng cho em thêm 100.000. Tại giá em báo là nó quá sát với lại giá mà em nhập rồi mọi người, nên là không có tặng thêm cáp sạc nha. Đó. Phí ship vui lòng thanh toán thêm cho em 1.000 đồng trên một đơn hàng nha quý vị. Đó. Rồi tiếp theo em nay về đường cây này. Máy đẹp luôn rồi mọi người. Huawei Nova Bay. Lưng đẹp xuất sắc luôn ha. Viền góc nè. Đó, viền góc có 97-98% nha mọi người. Đó, ok hết, mặt nước trước kính đẹp luôn, Nova Bay. Mấy con này mới lấy về nên chưa dán cường lực nha. Nhưng mà con nào có cường lực bên em sẽ cố gắng em dán hết cho mọi người. RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB, pin con này 3340, màn hình 6,3 inch, chip Kirin 710, camera 16.2 chấm, camera trước 24 chấm. Máy full chức năng, 2 sim thẻ nhớ đầy đủ, loa liếc ok, camera đẹp. Giá có 1 triệu mấy thôi, 128 GB. Rẻ hơn mọi người mua cái thẻ nhớ nữa. Mọi người mua máy sắm 4 GB, mọi người mua thêm cái thẻ nhớ nhiều khi trăm mấy 200 ngàn. Nó mắc hơn nữa. Con này 128 GB nha mọi người. Ok hết ha. Máy full chức năng, camera ok. Giá bán 1.650.000, phí ship thêm 1.000, 1.650 nha mọi người. RAM 4 128 Nova Bay, máy đẹp. Rồi tiếp theo hôm nay về đường cây nè. Google Pixel 2 màu xanh. Quá đẹp luôn nha mọi người. Đó, Pixel 2 màu xanh. Con này RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB luôn. Màn hình đẹp. Màn hình nhỏ gọn 5 inch. Đó, anh chị nào thích máy nhỏ gọn làm máy phụ đây. Hôm nay có con cây nữa quý vị. RAM 4 GB, 64 GB, chip Snapdragon 835. Cấu hình là nó y chang với Google Pixel 2 XL nha mọi người, nhưng mà màn hình nó nhỏ hơn. Màn hình con này 5 inch thôi. Màn hình cũng là màn hình AMOLED, pin 2007. Máy cũng một sim nha. Pixel 2 thì em không có biết kiếm ở đâu ra máy hai sim để bán cho quý vị đâu. Đó, máy một sim. Camera nó cũng y chang Pixel 2 XL. Đây, đó. Chụp cực kỳ đẹp luôn, quay video là ok, chảy nước miếng luôn quý vị. Camera trước nè, đầy đủ. TikTok, Facebook, Zalo, con này cũng hai loa luôn nha. Máy nhỏ nhưng mà nó vẫn có hai loa như vậy, trên dưới luôn. Thì giá con này em đang bán là 1.800.000, Google Pixel 2 chỉ có 1.800.000 thôi. Màn hình zin đẹp. Rồi tiếp theo này mới thu của khách nè. Đó, thu sao để vậy luôn nha, có gấp lưng nữa gắn vô đẹp. Realme C15, máy chính hãng nguyên zin 100%. Realme C15 nha mọi người. Ngoại hình cỡ 97-98% thôi. Đó, viền góc không cứng mớp nhưng mà người ta xài ốp lưng đó mọi người. Thì nó có nhâm cái ốp á. Mọi người xài dòng Realme thì mọi người cũng biết rồi. Cái vỏ nhựa của nó dễ nhâm lắm. 100 con là hết 101 con nhâm rồi. Tại vì đi thay vỏ xong nó vẫn nhâm. Thay vỏ zin của hãng nó vẫn nhâm. Tại cái vỏ nhựa của nó dở dở chỗ đó đó. Realme C15 máy nguyên zin, màn hình trước ok luôn. Đó, okay. Cấu hình của nó là RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB, pin con này 6.000, siêu châu bò, màn hình giọt nước 6,5 inch, chip 460, camera sau 4 cái 13 chấm, camera trước 8 chấm, vân tay, khuôn mặt đầy đủ nha mọi người. Realme C15, đây cảm ứng, màn hình zin, cảm ứng cực kỳ mượt. C15 nha quý vị. Camera, pin 6.000. Đó, quý vị nào cần pin thì có thể liên hệ con này. Ok hết. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube tải sẵn hết. Mọi người không thích lúc mà nhận máy mọi người có thể reset tại chỗ và mọi người cài lại nha. Tại vì em cài trước cho mọi người thôi. Thì giá con em đang bán là 1.950.000, 1.950.000 Realme C15. Lúc mà nó mới ra là như 4.2 triệu hay sao đúng không ta? Đúng rồi, C15 mình lúc mới ra là 4.2 triệu đó quý vị. Bây giờ còn có 1 triệu mấy thôi. Máy zin nói chung là mấy cái dòng Android thì nó dễ rớt giá hơn. Nếu mà giờ anh chị cầm 4 triệu mọi người ra mua con iPhone 8 Plus qua năm sau có thể nó còn lại 3 triệu 3 triệu rưỡi, nhưng mà mọi người mua con Android 4 triệu qua năm sau nó xuống 2 triệu là chuyện bình thường nha quý vị. Đây C15 nó đang còn giá 4 triệu nữa.
1950 tặng cho 10 ốp lưng dán cường lực. Rồi thêm cây nữa nè, Samsung Galaxy A02s máy nguyên zin đẹp keng 99%, tặng cấp lưng nội đồng có đá luôn ha. A02s mặt lưng sau đẹp, camera đẹp nha mọi người, không chày luôn ha. A02s mặt trước kính đẹp, đá dán cường lực luôn. Nói chung là thí sinh này mua lại của khách là đầy đủ hết cho mọi người luôn rồi, cường lực ốp lưng luôn ha. A02s màn hình 6,5 inch luôn, chip 450 GB, 464, camera 13 chấm, pin 5000, camera trước 8 chấm, máy full chức năng mã chính hãng. A02s không có mã sách tay nha quý vị, đừng có hỏi là mã sách tay chính hãng nha, chỉ có chính hãng thôi, tại vì chỉ có Việt Nam nó mới bán dòng A nhỏ thôi, chứ tầm giá này mọi người chỉ mua được A30 là cao lắm, không mua được A50 đâu nha. Con này thì bên châu 5000, cực kỳ châu. Đó. Ok hết, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube tải sẵn hết trơn. Đó. Tặng thêm cáp lưng, gắn cáp lưng vô luôn, ốp lưng chống sóc chống gì luôn nè. Hả? À không hề. Giá đang bán 1.990.000, tặng cho mình ốp lưng dán cường lực. Nói chung mua sao để vậy, không có bớt cái gì cũng không có thêm cái gì, chỉ có thêm vô thôi, anh em không có lấy ra nha mọi người. Rồi tiếp theo hôm nay về đường cặp nè mọi người. Oppo F7 thì bên em hết rồi nha, hôm nay về đường dòng siêu hot. Oppo R15 máy nguyên zin 100%, máy đẹp keng 98-99%, mặt lưng sau con này là kính nha mọi người, không phải nhựa nha. Đó, R15 này là kính rồi. Đó, viền góc không cứng mốp nè. Hôm nay về được màu xanh tím với lại màu đỏ nha mọi người, hai màu thôi. Mặt lưng trước màn hình AMOLED luôn nha, con này là Oppo R15 màn hình AMOLED 6,3 inch, độ phân giải Full HD, RAM 6GB 128GB, camera sau 16.5 chấm, camera trước 25 chấm, pin 3450. Con này là cấu hình y chang Oppo F9 luôn, nó chỉ hơn được một cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED, đẹp hơn F9 nhiều nha mọi người. RAM 6 128, Oppo R15 nha, màn hình giọt nước, vân tay khuôn mặt đầy đủ. Oppo F7 em bán thì nó không có vân tay đó, thì hôm nay về được dòng này. Nói chung là dòng này màn hình đẹp lắm, màn hình đẹp hơn F7 nhiều nha mọi người, màn hình AMOLED sáng trưng à, không ám mối luôn nha mọi người. Đây còn đó, la liếc là ok hết. Này camera nè, có gái nè, TikTok có gái nè. Không phải giờ bữa giờ nãy giờ có TikTok toàn gái không ta. Đó, camera trước 25 chấm quá đẹp trai, camera sau 16 chấm, RAM 6 128. Cái khung này không biết khung kim loại hay khung nhựa, khung nhựa nha mọi người, nhưng mà mặt lưng là mặt lưng kính nha. Đó, vân tay khuôn mặt đầy đủ. Con này em bán tặng kèm cho mình ốp lưng dán cường lực. Đó, giá đang bán 1.990.000. Con này cũng xài cổng sạc micro USB thôi. Nếu anh chị nào xài F9 F11 mà nó có công nghệ VOC thì con này nó vẫn có sạc nhanh VOC nha. Tại vì cái sạc nhanh VOC nếu mà mình không mua đúng hàng zin nó xài cũng chậm rì vậy quý vị. Rồi, tiếp theo. Hôm nay về được 3 cây Samsung S9 nha quý vị. Samsung Galaxy S9 nè. Hôm nay về được 3 cây nè. 3 màu nha. Màu vàng, màu xanh với là màu tím mắm tôm nha quý vị. Đó, 3 màu. Hôm nay chỉ có 3 màu. Hôm nay tôi có 3 màu. Đó. Viền góc máy bao mọi người là bao zin áp suất, ngoại hình cả 97% thôi, tại máy cũ mà bên em không có làm máy mới. Máy mới quá thì nhiều khi mọi người cũng đặt câu hỏi bên em bán máy cũ thôi. Đó, ngoại hình 97%, mặt lưng thì nó có phẩy phẩy nha quý vị. Viền góc thì ok á, nhưng mặt trước thì đã ổn bảo cho mọi người là kính đẹp không chày nha mọi người. Mặt trước là kính đẹp hết, không một vết chày luôn ha. Con này mọi người vô mọi người xài kỹ kỹ, mọi người dán thêm mưa bếp nó xài thiên thu luôn, nhưng mà gớt thì vẫn bể nha. Màn S9 màn hình công mà. Hôm nay thì em có hai giá nha mọi người, để em báo chi tiết nha. Tại vì có một cây màn nó hơi lu nè, em bán giá màn lu thì nó sẽ rẻ hơn nha mọi người. Đó. Đây, Galaxy S9 bản Mỹ một sim. Đây, bản Mỹ thì mặt lưng sau nó sẽ có chữ Galaxy S9 nè. Bản hàng thì nó sẽ có chữ Duos, hoặc là nó không có là bản hàng, hoặc là bản quốc tế thì nó không có chữ này đâu, chỉ có duy nhất bản Mỹ mới có chữ này thôi. Còn nếu mà bản Nhật thì nó sẽ ghi là chữ Galaxy trên đây, chứ nó không có ghi chữ Samsung đây. Nó có nhiều cách phân biệt lắm ha. Samsung Galaxy Note 9 bản Mỹ, S9 bản Mỹ nha mọi người. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip Snapdragon 845, camera sau 12 chấm, camera trước 8 chấm, pin 3000, màn hình AMOLED 5,8 inch, độ phân giải 2K, máy full chức năng 845. Bao mọi người chơi luôn ha. Đó, con này là đầy đủ đây. Vô cái áp suất cho mọi người đó, Zinap nè. Con quay bấm lại sơ ghi mọi người. Bấm hơi lỗ tai cái. Đây, Zinap luôn nha. Bấm là nhảy nha mọi người. Camera cực kỳ đẹp,
con này sẽ có giá rẻ hơn hai con kia, thì em sẽ báo chi tiết. Đây camera sau trước 8 chấm, có lấy nét tự động, camera sau quay vlog là ok. Nói chung là hồi xưa em cũng có làm quay video bằng một số clip em quay bằng con này nè, Galaxy S9 Plus á, thì cái camera chính của nó vẫn như nhau thôi. S9 Plus thì nó sẽ có thêm camera zoom mic 2 giống như 7 Plus đó mọi người. Còn cái camera chính thì nó S9 S9 Plus y chang nhau, vân tay đầy đủ, máy full chức năng nha. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ. Loa cực kỳ to. Ok nha. Tình trạng con này là nó có lưu ảnh một xíu. Nói chung là quay cho mọi người coi. Đó, dưới đây nó có lưu xíu nào, không biết mọi người thấy không? Nhiều khi em quay mọi người không thấy đâu. À, đó có lưu dưới đây xíu ha. Thì em sẽ bán giá để cho mọi người, con này giá em đang bán là 2 triệu tư. 2 triệu tư, anh chị lấy thêm cấp sạc cộng cho em thêm 100 ngàn. Đây còn cây màn đẹp đây. Anh chị nào chơi với 2 triệu tư cao có thể tham khảo màn đẹp. Màn đẹp đây hai cây, màu xanh ngọc và màu vàng. Con này màu vàng gì gọi là màu vàng quần què vậy ta, không biết luôn. Con này không biết tả nó màu vàng gì, màu vàng cát cũng không phải, mà màu vàng tây cũng không phải, mà màu vàng ta cũng không phải nữa. Nó màu vàng vàng vậy đó. Đây màn đẹp đây. Cũng gam 464 bản Mỹ hết. Bên em không có làm bán hàng nha mọi người, tại đa số bản hàng bây giờ đa số không có máy zin đâu. Nó sẽ thay lưng hoặc là thay binh hoặc là thay gì hết, chỉ có bản Mỹ nó mới chỉ còn bản Mỹ thôi. Mọi người tham khảo một số nơi mọi người cũng biết mà. Giá người ta bán cỡ 3 triệu, 3 triệu mốt. Nếu nói sai thì mọi người bỏ qua ha. Còn nếu mà giá em bán mọi người thấy ok thì chốt đơn, còn không ok thôi tham khảo cho vui. Đây màn đẹp đây. Màn đẹp. Đó. Giá em bán nó nhỉnh hơn xíu nha quý vị. Đây test cho mọi người áp suất luôn. Zin áp hết, không có con nào mà không zin á. Bao mọi người là chưa bung, chưa sửa chữa, chưa ép kính, chưa thay lưng, chưa thay pin, chưa thay bất cứ gì nha. Đó, zin áp cho mọi người luôn. Giá bán 2 triệu 600 ngàn. Màu vàng cũng vậy luôn, 2 triệu 600 ngàn. Màu vàng này cũng lần đầu tiên thấy nè. Cái màu này cũng hơi hiếm này. Đây. Đó. Áp suất nhỉ đùng đùng nha mọi người. Đó. Nó vẫn còn áp nhẹ nha. Đó. Nhưng mà đảm bảo cho mọi người là hai con màn đẹp màu xanh với màu vàng. Bảm bảo S9 em đang bán ra bao zin 100% cho mọi người, còn áp luôn ha. Nhưng mà bên em không bao nhúng nước nha mọi người, nhúng nước máy chết bên em không chịu trách nhiệm. Để em bán là em báo rõ ràng, tại vì mọi người mua con máy chính hãng về nhúng nước mà bên hãng nó biết mình nhúng nước nó cũng đâu bảo hành đâu, thì bên em vẫn vậy nha. Cái tính năng chống nước để mình đi đường mình tự tin mình nghe điện thoại, nếu như có cuộc điện thoại thì mình nghe thôi, chứ không phải để mình thử mình nhúng nước nha quý vị. Bên em không bao nhúng nước nha, bao cho mọi người là máy zin thôi, không bao nhúng nước. 2 triệu 6 màn đẹp và 2 triệu tư màn có lưu nhẹ, quay mọi người không thấy đâu. Nhưng mà nếu con này mọi người lấy á, mọi người chạy qua nhà mọi người test đi cho dễ ha. Nhiều khi giao tiền mọi người chê, tại vì cái tình trạng vậy thì theo em xài vẫn bình thường. Còn nếu mọi người khó tính quá thì bỏ qua, lấy về màn đẹp cho dễ ha. Rồi cảm ơn mọi người ha, hôm nay chỉ có một clip ngắn vậy thôi, một số máy thôi, không có nhiều, không có nhiều quay cũng đâu kịp đâu mọi người, tại vì em còn làm nhiều việc quá nên em không có tập trung bán điện thoại được. Bán điện thoại là bán cho chơi thôi. Đó, anh chị mua hàng gọi trực tiếp số điện thoại giúp em ha, 076 734 7340, một số điện thoại nhất thôi. Anh chị mua hàng gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo nha. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người ở video sau.